Lại vừa lúc thấy có một vị tỳ kheo già đi tới, Đức Phật Thích Ca bèn tự nguyện lấy thân mình làm việc bố thí. Ngài nằm dài xuống bắc ngang qua chỗ ngập nước, rồi mời vị tỳ kheo già bước lên thân mình. Thân của ngài cũng chưa đủ dài để có thể che hết chỗ nước, ngài phải xõa tóc ra phủ lên chỗ bùn nước sót lại, rồi mời vị tỳ kheo già bước lên đầu tóc mình mà đi qua. Vị tỳ kheo đó là vị cổ Phật Nhiên Đăng. Phật Nhiên Đăng thấy ngài lấy thân thể ra để bố thí cúng dường cho mình, nằm xuống lót đường rồi lại dài tóc đắp vào vũng bùn để cho mình bước lên. Một tấm lòng thành như vậy thật là hy hữu. Do đó, sau khi quan sát nhân duyên của Phật Thích Ca, liền thọ ký cho ngài và nói như sau: đời sau ông sẽ thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca Mâu Ni là tiếng Phạn, dịch nghĩa là năng nhân tịch mặc. Năng nhân nghĩa là đại từ đại bi, đại hỷ đại xả. Tịch mặc là đầy đủ bốn đức thường lạc ngã tịnh. Tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch. Từ bi hỷ xả khiến cho chúng sanh tùy cơ mà thấm được mưa pháp. Đa kiếp tằng vi nhẫn nhục tiên, Đức Phật Thích Ca tu phước đức trong ba kỳ, trồng tướng tốt trong trăm kiếp. Ba kỳ là ba đại A Tăng kỳ. Như thế nào là kiếp? Tính theo tuổi thọ của người thế gian, cứ một thời tăng và một thời giảm thì gọi là tiểu kiếp. Tăng là kẻ bắt đầu từ lúc tuổi thọ chỉ có 10 tuổi, rồi cứ mỗi trăm năm tuổi thọ tăng lên một tuổi, thân cũng cao lên một thốn, một inch. Lúc 10 tuổi, thân người cao tối đa là một thước, mỗi trăm năm tăng một thốn, một inch, tuổi thọ tăng một năm. Như vậy tăng cho tới khi nào tuổi thọ là 84.000 tuổi thì dừng lại và sau đó là giảm xuống. Mỗi trăm năm thân người giảm đi một thốn, tuổi thọ giảm một năm. Giảm cho tới khi tuổi thọ chỉ còn là 10 tuổi, chu kỳ này của một tăng và một giảm gọi là một tiểu kiếp. 20 tiểu kiếp thành một trung kiếp, 4 trung kiếp thành một đại kiếp. Thế giới trải qua 4 thời kỳ thành trụ hoại không trong 20 tiểu kiếp. Đức Phật Thích Ca tu hết 3 đại kiếp A Tăng kỳ. A Tăng kỳ cũng là tiếng Phạn, một con số lớn đối với Ấn Độ gọi là vô lượng số. Ba vô lượng số lớn gọi là 3 đại kiếp A Tăng kỳ. Trong khoảng thời gian dài xa lắc đó, Đức Phật không hề sao lãng tâm Bồ đề, dầu trong giây phút luôn luôn hăng hái tinh tấn. Ngài phát tâm Bồ đề rộng lớn, phút giây chẳng rời nhằm tu phước, tức làm các việc thiện, trải qua suốt thời gian 3 đại A Tăng kỳ kiếp, và ngài tu huệ, đọc tụng các kinh điển đại thừa. Như vậy, phước đủ huệ đủ mới gọi Đức Phật là Lưỡng Túc Tôn. Trong khoảng thời gian dài tu phước huệ này, cố nhiên ngài đã trải qua nhiều cảnh ngang trái, do đó nhất định phải tu hạnh nhẫn nhục. Tu hạnh nhẫn nhục chính là gieo trồng các tướng tốt, bởi có nhẫn nhục nên tướng Phật rất trang nghiêm. Người nào có tính hạnh xấu, tướng mạo cũng xấu, người này tướng mạo đoan chính, tâm địa hiền lành chính vì gieo trồng tướng tốt. Còn người kia tướng mạo xấu xí, âm thanh yếu ớt, ngôn ngữ không rõ ràng chính vì không gieo trồng tướng tốt. Chính là một cái thiện hết thảy đều thiện, một ác hết thảy đều ác, một vẻ đẹp mọi vẻ đều đẹp, một vẻ xấu mọi vẻ đều xấu. Bởi vậy chúng ta phải tránh hết sức điều cáu giận, phải học hạnh nhẫn nhục, biết nhẫn nhục tướng mạo sẽ thành đoan chánh viên mãn, khiến mọi người sanh lòng yêu kính, muốn cùng ta gần gũi, chứ không phải né tránh chúng ta như tránh lựu đạn, tránh gươm súng. Đức Phật Thích Ca lúc xưa làm tiên nhẫn nhục. Một hôm tại chỗ ngài tu, có vua Ca Lợi đi săn mang theo một số cung nga và thể nữ vào sâu trong rừng. Số người này thấy có một người râu dài, đầu tóc cũng dài, hình dáng kỳ quái, lấy làm sợ hãi vô cùng, nhưng động lòng hiếu kỳ tới gần coi ra sao. Một người gan dạ trong bọn hỏi: này, người làm gì ở đây? Tôi ở đây tu. Ngươi tu đạo gì? Tu đạo nhẫn nhục. Bất cứ gặp hoàn cảnh nào, tôi cũng nhẫn nại chịu đựng. Số cung nga thể nữ phi tần từ trước tới giờ chưa hề gặp ai có vẻ quái dị như vậy nên xúm lại vây quanh, không thấy người này ăn thịt ai, không thấy y hành hung ai, lại ăn nói giống như mọi người, nên tất cả quây quần lại, kẻ hỏi điều này, người hỏi điều kia. Tiên nhẫn nhục vì tu hạnh nhẫn nhục nên rất tự nhiên, chẳng tỏ ý ngại ngùng gì, vui lòng trả lời các câu hỏi. Vào lúc đó, vô ca lợi từ chỗ săn quay trở lại, trông thấy các cung nữ phi tần của mình xúm xít chung quanh một người có râu tóc dài như vậy, không hiểu họ đang làm chuyện gì, bèn lại gần xem, thấy các cung nữ cùng người đó nắm tay nhau, y như bạn thân thiết, trong lòng ghen tức mới hỏi: ê, người ở chỗ này làm gì? Tôi ở đây tu đạo, tu nhẫn nhục. Vua Ca Lợi bèn hỏi tiếp: tu nhẫn nhục gì? Ngươi chỉ quyến rũ các cung nữ của ta chứ nhẫn nhục gì?
Ngươi thực tu nhẫn nhục ư? Tôi thực là tu hạnh nhẫn nhục. Ngươi tu nhẫn nhục, vậy thì tốt, ta thử thí nghiệm công phu nhẫn nhục của ngươi ra sao. Nói rồi Vua Ca Lợi liền rút kiếm chặt đứt cánh tay của tiên nhẫn nhục và nói: Bây giờ ngươi có nhẫn nhục hay không? Có nhẫn nhục. Vua Ca Lợi chặt nốt cánh tay kia của tiên nhẫn nhục, nói rằng: Ta bảo ngươi đừng mê hoặc bọn cung nữ mà còn giả bộ, ngươi muốn dối ta sao? Bây giờ thì ngươi còn có thể nhẫn nhục được không? Còn. Vua Ca Lợi bèn chặt luôn cả hai chân của tiên. Bây giờ thì ngươi còn nhẫn nhục nữa không? Tôi vẫn nhẫn nhục. Ngươi chỉ nói láo không có thực. Ngươi thấy ta có kiếm, sợ ta chém đầu của ngươi để ngươi phải khổ sở, nên ngươi không dám nói thật là ngươi không nhẫn nhục được, ngươi phải dối ta. Ngươi cứ bảo là có thể nhẫn nhục, vậy rốt cuộc ngươi lấy gì để chứng minh rằng ngươi không nói dối? Tiền đáp, nếu như tôi không thể nhẫn nhục thì tứ chi của tôi sẽ không thể chắp lại được. Nếu đúng là tôi có nhẫn nhục, trong lòng tôi không sanh oán hận thì tứ chi của tôi sẽ khôi phục lại như cũ. Nói xong câu này, quả nhiên tay chân của tiên được chắp lại đầy đủ. Vua Ca Lợi vẫn chưa tin, nói: Ngươi đúng là loài yêu quái, tay chân đã bị chặt đứt rồi nối lại như cũ, đúng là tà thuật tà pháp, ai tin được ngươi? Lời nói trên của Vua Ca Lợi làm cho 8 bộ hộ pháp Thiên Long phẫn nộ, nghe xong họ tính đánh chết Vua Ca Lợi. Và lúc ấy tiên nhẫn nhục cầu khẩn họ hãy lưu tình, đừng hại Vua Ca Lợi. Tiên nói: Ngày sau khi tôi thành Phật, tôi muốn trước hết độ cho người này. Khi Phật Thích Ca thành đạo, người đầu tiên là Kiều Trần Như được ngài độ tại vườn Nai. Tôn giả Kiều Trần Như chính là Vua Ca Lợi năm xưa, cho nên phàm người ta phát nguyện điều gì, chung cuộc điều phát nguyện vẫn được thành tựu. Làm tiên nhẫn nhục chẳng phải là dễ, và cũng có người nói phải Phật cũng nổi nóng. Cho nên nhẫn nhục một cách thường xuyên không phải là chuyện dễ dàng. Nhẫn một lần có thể được, nhẫn lần thứ nhì còn tạm được, lần thứ ba nhẫn không được, tâm ắt nổi nóng. Bây giờ xin kể thêm một câu chuyện nữa về nhẫn nhục của một người tu đạo. Vị này cũng tu hạnh nhẫn nhục, nhưng về sau tới lúc không nhẫn được nữa, gây thành chuyện giết hại cả toàn dân trong một nước, còn lợi hại bội phần hơn những kẻ chuyên giết mướn. Số là một hôm trên đường du hóa, Đức Phật Thích Ca cùng các đệ tử đi tới một nơi, quang cảnh rất hoang dại tiêu điều, đi cả ngàn dặm đường mà không gặp một ai. Các đệ tử mới hỏi Phật: Tại địa phương này đất thì phì nhiêu lại rộng lớn mênh mông, cớ sao không có một người nào ở như vậy? Phật bảo: Trước đây ở nơi này có một vị tu hạnh nhẫn nhục. Hồi đó có một vị tể tướng bị vua bãi chức trở về làm dân. Ông tể tướng đã từng nghe qua về vị tu hạnh nhẫn nhục này, lại biết ông rất đạo đức và có linh cảm. Ông tể tướng bèn đi kiếm vị tu đạo